Ông Sanchez Cerén đắc cử tổng thống El Salvador, tên từ San Salvador. Cựu thủ lãnh du kích cộng sản Sanchez Cerén đã tuyên bố đắc cử vòng nhì của cuộc bầu cử tổng thống ở El Salvador trong ngày hôm qua. Ông Salvador Sanchez Cerén là người thành lập mặt trận giải phóng quốc gia Farabundo Martí chống lại chính phủ được Hoa Kỳ yểm trợ từ năm 1980 đến năm 1992. Ông đã nhận được 50.11% số phiếu. Ứng cử viên đối thủ, ông Norman Quijano là cựu đô trưởng thành phố San Salvador, nhận được 49.89% số phiếu. Chênh lệch nhau chỉ có 6.448 phiếu. Kết quả chênh lệch quá nhỏ này cho thấy quốc gia El Salvador vẫn còn đang ở trong tình trạng phân cực dạo trên hai thập niên chấm dứt nội chiến. Ông Cerén đã cảm ơn những người ủng hộ và kêu gọi các thương nhân, các chính trị gia và mọi người dân trong nước cùng đoàn kết cho quốc gia El Salvador. Và ông cam kết sẽ thực hiện những gì đã hứa trong thời gian vận động bầu cử. Ông Quijano đã lên án Ủy ban bầu cử tham nhũng và đã gian lận. Ủy ban bầu cử tuyên bố việc ông Cerén có nhiều phiếu hơn là không thể tranh cãi, nhưng chưa tuyên bố ông này là người thắng cử vì nói rằng họ còn phải chính thức kết thúc việc đếm phiếu và giải quyết các khiếu nại tại các phòng phiếu. Hàng chục người ủng hộ ông Quijano đã tập trung biểu tình, cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Ông Cerén đã nhận được 49% số phiếu trong vòng bầu cử đầu tiên và 10% cao hơn so với số phiếu của ông Quijano thuộc Liên minh Cộng hòa. Kết quả các cuộc thăm dò trước ngày Chủ nhật tuyên đoán ông Cerén nhận được 55% số phiếu. Ông Quijano đã nhận được sự ủng hộ của người bảo thủ ôn hòa trong vòng bầu cử thứ nhì, sau khi mô tả ông Cerén là một tên cộng sản, hai tay dính máu.